Bạn đang xem kênh YouTube Vietnamnet Official của báo điện tử Vietnamnet. Ngay từ đầu giờ sáng mùng 10 tháng 9, tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội, hàng trăm người dân đã có mặt để chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19. Người dân đến địa điểm tiêm sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực chờ tiêm. Ngồi chờ tiêm cũng phải theo hàng, đủ đảm bảo giãn cách do lực lượng chức năng đã chuẩn bị từ trước. Tại khu vực sàng lọc, mỗi người sẽ điền vào tờ khai y tế. Đây là thông tin quan trọng giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xử lý các vấn đề sau tiêm. Loại vaccine phường Nguyễn Trãi được phân bổ lần này là vaccine Verocell do Sinopharm sản xuất. Thì cũng cảm thấy là may mắn hơn nhiều người khác ạ, là mình được tiêm, với cả hy vọng là cái đợt tiêm này sẽ phổ cập đến nhiều vùng khác nhau hơn để mọi người có thể, tất cả mọi người đều được tiêm chủng thì sẽ đảm bảo an toàn hơn cho người dân. Mình nghĩ là có là tốt rồi, tại vì những cái này là người ta cũng đã phải sàng lọc kỹ rồi. Vì nhiều người cứ có tâm lý là phát trên nước nọ nước kia, nhưng mình nghĩ là cả nước người ta tiêm được thì mình tiêm được, đó là phòng tránh cho tốt thôi mà. Phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông đã được phân bổ hơn 3.000 liều vaccine. Ủy ban nhân dân phường đã khẩn trương triển khai tiêm chủng diện rộng. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội và quận Hà Đông và số lượng vaccine được phân bổ về là 3.000 liều, thì chúng tôi đã khẩn trương triển khai tiêm chủng cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Mũi 1 đối với vaccine là Sinopharm. Và tuy rằng trong thời gian rất là gấp, là trong chiều tối ngày hôm qua là khi được nhận được vaccine phân bổ từ trung tâm y tế quận, thì chúng tôi đã ngay lập tức là triển khai tới các tổ dân phố, triển khai tới các ban ngành đoàn thể để thông báo tới nhân dân và có sự phân bổ thời gian đối với các tổ dân phố để đảm bảo lượng người tập trung không quá đông, đảm bảo giãn cách. Còn tại phường Bộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, trong ngày hôm nay đã bố trí 4 điểm tiêm chủng tại các trường học, khu chung cư tập trung đông dân cư. Ghi nhận tại điểm tiêm trường Trung học Phổ thông Hà Đông, người dân được bố trí đi vào điểm tiêm theo một chiều, đảm bảo giãn cách giữa người với người. Thứ nhất là đối với lịch tiêm ấy, trong một buổi, ví dụ như là buổi sáng thì sẽ dự kiến là 4 kít, mỗi kít khoảng 70-100 người. Thì có tổ dân phố thì dự kiến mỗi tổ dân phố là cái 200 người một lượt, thì họ sẽ chia đôi ra, lần lượt là sẽ đi theo giờ, thì mình sẽ đáp ứng được cái thời gian giãn cách cũng như là không ùn ứ. Thì cơ bản là nhân dân cũng thực hiện các cái tuyên truyền từ tổ dân phố, từ các đoàn thể, nhất là các cái nhóm mạng Zalo, các nhóm mạng Facebook và loa đài của chung cư, thì mình sẽ tuyên truyền nhân dân đến được đúng giờ. Tại đợt tiêm chủng lần này, quận Hà Đông được phân bổ vaccine Verocell với 103.950 liều.